Sở Đồ Gỗ Tú Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày tháng 10 năm 2020 và chúng tôi vừa lắp đặt trong gia đình nhà cô Hòa Tuyên ở tại thị trấn Thanh Sơn, đúng không? Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ, Phú Khánh và Phú Khánh, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ, một chiếc sập ngồi chất lượng vô cùng. Trước mặt đây là chiếc sập. Chiếc sập này có kích thước là 1m6 x 2m và làm theo mẫu là mẫu sập trơn tam diện. Mẫu chân tùy giả cá quý nhé. Đây là chúng là chồng của chú Hòa Tuyên đây tại Phú Khánh Thanh Sơn. Tôi vừa lắp đặt và bàn giao vào cái không gian là phòng thờ của chú đây, rất là đẹp các bạn nhé. Cái đấy là làm con ác ngay cái chú có keo rồi gắn lại rồi. Vâng, gắn này. Chiếc sập này là kích thước là 1m6 x 2m. Như cái này thì là để vừa, nếu nó to nữa thì là nó lại rộng hơn bàn thờ các bạn. Thực ra lúc trước cái sáng nào cũng là phải kích thước rồi. Vâng, như này hợp lý. Đây là hai vợ chồng của chú nhé. Nhưng mà cái bàn thờ mình mà làm cái vậy đại thì phải chơi khoảng 2m. Nếu mà 2m17 ấy, bàn thờ 2m17 thì mình mới làm 7m8 2m. Bàn thờ của mình là có 1m97 thôi. Bàn thờ tập trung mà. Vâng. Thì chú ơi, hôm nay thì cháu lắp cho mình cái sập này thì chúng tôi xin cái cảm nhận như là cái sản phẩm này có giống với yêu cầu đặt ở chú không? Chứ là không? Hôm nay như này cái sản phẩm này chú hay trưởng là mang lên dạ vâng, thì cháu cảm ơn chú nhé. Vâng. Đây quý vị nhé, đây là hình ảnh tổng thể. Còn quý mọi người có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới Đồ Gỗ Tùng Tám. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816. Website là đồgỗtùngtám.com. Rất cảm ơn gia đình nhà cô chú Hòa Tuyên tại Phú Khánh Yên Lập đã tin tưởng và sử dụng ủng hộ sản phẩm của xưởng. Xin chào mọi người.